Coi như là hái tươi ăn luôn mới đã nha. Wow, bưởi. Đây bưởi cả nhà. Wow, cái nhành này tới ba trái này. Nhành này tới ba trái. Ba trái bưởi này. Nhành này cũng cũng nhành này bốn trái. Bác hái hành này, hành để vô hấp cá đó cả nhà. Hôm nay nhà mình ăn hấp cá với xì dầu. Bác cái hành này nó thơm này, Thơm có lắm. cả cọng nữa. Ngứt cây lên cả nùi luôn. Đây là sả này. Cái này là dọc mùng để nấu canh chua đó cả nhà. Mắng cầu, mắng cầu, mắng cầu, mắng cầu. Cả nhà nhìn thấy cái cây này nó cao bằng mình thôi. Mà nhìn mắng cầu này. Mắng cầu này. Ba trái này. Bốn trái này. Năm nay mất mùa mận cả nha, nên năm mấy năm năm ngoái là cái cây mận này là coi như trái nhiều hơn lá đó. Năm nay mất mùa. Hôm nay cả nhà mình sẽ vào cái nhà hàng tại Huntington Beach cả nhà. Dẫn mấy đứa nhỏ mới học ở nhà thờ xong ra này. Hôm nay trời rất đẹp. Hôm nay có Khánh này, có Linh Vinh. Khánh thì từ Việt Nam qua cả nhà. Qua chơi. Khí hậu hôm nay đã lắm cả nhà. Ở sau lưng mình là biển cả nhà. Trước mặt mình đây là cái gym, chỗ tập thể dục. Mình đang ở lầu 2. Rồi ăn xong thì cả nhà sẽ đi ra ngoài biển, dạo biển cả nhà. Ở đây cũng có một cái nơi để ngồi ở ngoài, vừa ăn vừa ngắm biển, vừa hưởng cái không khí biển cả nhà. Nhà hàng này là bán đồ Tây của mình nhà, cho nên là dẫn mấy đứa nhỏ cho nó đi ăn đồ Mỹ này. Ở đây mấy cái nhà hàng ở đây ít thấy người châu Á lắm cả nhà. Giống như mình nói là đa số những người Việt mà người ta đi về khu Orange County đi chơi á, Quận Cam, người Việt đó, đa số người ta là ở trong những cái khu đó. Nếu mà có dịp mà đi ra những cái khu này rất đẹp cả nhà, rất đẹp, rất mát mà không khí nó rất trong lành. Enjoy hai kiểu khác cả nhà, enjoy kiểu trong cái khu Việt Nam nó khác, ra ngoài biển này thì nó có cái cảnh đẹp hơn, rồi mát mẻ hơn, rồi ăn những cái món ăn tại biển. Món ăn của mấy đứa nhỏ ra rồi cả nhà. Có gà rồi có sườn nướng. Cái này cái gì con sausage à? Còn bên kia là baby rib. Order trước cả nhà. Linh với Vinh với Khánh thì đang trên đường tới. Cái đứa nhỏ nó cũng đã đói rồi. Ôi, ăn xong rồi giờ mới đến. Nói giận thôi, cũng mới gọi ra thôi. Mấy đứa nhỏ đói bụng cho nó ăn nè. Linh tới rồi, Vinh tới rồi. Đây là ai à? Đây là Việt Nam à? Đây là không phải Việt Nam mà Việt Nam tôi. Mấy anh em tới đông đủ rồi nè. Tới đông đủ rồi, giờ chỉ có nhâm nhi thôi đúng không? Gọi bia sẵn đây kìa. Hôm nay đây là người Việt Nam qua Mỹ nè. Dùng bài lai á. Du lịch. Hôm nay mấy anh em dẫn Khánh xuống dưới Huntington Beach. Rồi vào nhà hàng để ăn đồ Mỹ. Vâng, nè. Giúp cho bọn anh Vương. Ở đây không có phở nha. Đúng không? Bia kìa, bia có sẵn đi kìa. Vô. Em dẫn bà Thiên từ Việt Nam qua tới Mỹ. Việt Nam tao. Đi bao nhiêu tiểu bang rồi? Tiểu bang này tiểu bang cuối cùng để dừng chân trước khi bay về Việt Nam. Tiểu bang này. Cho nên là thứ năm. Cho nên về đây ăn đồ Mỹ có nè, đồ Việt có nè, cái gì ngon của Nam Cali là đều dẫn nhanh hết đúng không? Có bụng ăn không? Được không? Đồ tàu, đồ tàu, đồ Lao, đồ Korea thì có. Nhưng mà bước chân dừng chân cuối cùng là vui không? Vui, quá vui luôn. Quá vui luôn. Đã lại mình không? Đi từ nỗi buồn
đến cái nồi cùng hơn. À, nói cái nồi cùng bơi đi, mà đến cái bên đường rồi đến cho nhiều người. Dễ gì mà có dịp mà... Gọi là đi đường thấp cao đó. Sao không phải là đi đường cao không thấp. Nếu em coi đi, chứ ta lưu ra. Để về mấy người ba nó không được. Dạ đúng rồi, cho nên mình phải đi cái chỗ mà buồn nhất. Mình có kế hoạch hết trơn rồi. Đây chủ sĩ đây. Vậy về bên em gặp nhau bên Mỹ đúng không? Đâu không ngày đâu, đâu gì. Nếu mà cách đây là đời mà có nói bên này, không gì biết trước. Năm đời là nếu mà suy nghĩ đang được. Sao Khánh ra biển biển California thấy nó có khác biển Đà Nẵng không? Hả? Khác nhiều phải không? Đẹp hơn đúng không, sạch sẽ hơn, thấy không có người đi đứng lộn xộn đúng không? Nhưng điều cái là biển của Đà Nẵng á, thì là tắm được, còn biển này là lạnh đó. Hả? À, phía sau lưng Khánh là cái chỗ đầu Vinh, cái chỗ tập thể dục là ở đâu bên kia? À, chỗ tập thể dục đâu này? Ở đây có người ngồi ngoài này để mà ăn này. Đêm lại ở đây đồng lơm. Nhà hàng nó gọi là Old Crow Smokehouse. Mấy anh em đi vào biển cả nhà. Vào biển Huntington Beach. Đi đường này mày xuống đi xuống. Bắt đầu qua cái con đường này là ra biển này cả nhà. Khí hậu đã khách hơn. Trong kia cho mướn xe đạp, bán xe đạp kìa. Giờ mình đi tới cái cầu đầu kia kìa, cái cầu đầu kia kìa. Mình đi ra đây xong rồi đi tới cầu này. Ra đường này này. Đúng không? Bên này đâu đi được đâu, bên đâu kia đi được, có đi bộ qua đây. Cái showroom của VinFast cả nhà. Đúng rồi, coming soon. Đây, trưa nó đang làm sửa sang ở trong á. Thấy cái bảng là coming soon, chứ nó chưa có mở cả nhà. Chạy xe điện cả nhà, nó nói 40 mai này. Xe đã không? Nhìn đã, 40 mai, chạy nhanh đó, 40 mai đó. Thank you sir. Giờ bắt đầu đi ra biển nè. Ở trước mặt mình là có cái cầu nè. Giống y chang. Bộ có nè, đi xe đạp có nè, xe điện có cả nhà. Trong trước mặt mình đây là cái nơi để mà mướn xe để chạy vòng mấy cái con đường này cả nhà này. Khí hậu hôm nay phải nói là tuyệt vời luôn, quá đẹp luôn. Nằm dưới chân cầu cả nhà. Nhà hàng này cũng lớn lắm. Này trước mình cũng ghé vào đây ăn thử rồi. Hôm nay là ngày chủ nhật cho nên khách du lịch rất đông. Đây là ngay cái đầu chân cầu cả nhà. Đầu cầu này, giờ đi bộ xuống dưới kia, cả nhà nhìn thấy người đông không? Đâu rồi? Phái đoàn đâu rồi? Phái đoàn này đi có vẻ hơi mệt mỏi rồi nha. Linh, đi có vẻ giống như hết xăng vậy? Hả? Ra biển là phải đi khỏe lên. Nhà này cả nhà, đi ra đây đứng hóng mát. Hôm nay tháng 10 rồi cả nhà, tháng 10, gần cuối tháng 10 rồi mà thấy khí hậu rất là đã. Ở Nam Cali này phải nói là khí hậu tuyệt vời cả nhà. Như những tiểu bang khác là hiện tại giờ là quá lạnh rồi, nhưng Cali khí hậu vẫn còn đẹp. Rồi ở dưới này nó có nhiều môn thể thao lắm cả nhà, đó những cái sân bóng chuyền này là mình muốn đánh ai vô chơi cũng được hết cả nhà.
Khánh thấy không, ở đây nó mát, nó nắng mà nó không làm cho mình nó khó chịu, đúng không? Đó. Khác Việt Nam mình là vậy đó, nó không có hắt đó, nó làm cho mát mình dễ chịu ha. À, con dầu ở cái ngay chỗ đó là như bọt bít nó cạn á. À, mọi người ra để mà tắm nắng cả nhà. Người tắm nắng, người trượt ván. Cha mẹ hay dẫn con nít ra đây chơi mấy ngày cuối tuần lắm cả nhà. Phái đoàn nhà mình đang đi trên cầu. Cầu này cũng rộng lớn lắm cả nhà. Làm câu cá xong rồi bắt đầu giờ làm để đưa về ăn. Mấy anh em giờ mua được ít cá tại cầu Huntington Beach cả nhà. Giờ về nhà làm ăn cơm cả nhà. Giờ cũng vòng vòng ở biển ăn trưa xong rồi mấy anh em đi vòng vòng quay phim ở biển, đi dạo biển cả nhà. Gặp người ta câu cá lên mua một ít về nhà, cái mấy anh em nấu cơm ăn đây. Việt Nam qua Mỹ chơi bắt Việt Nam làm cá vậy. Chắc con cá người khó gắt đầu. Cái này không em ạ. Đây là người ta làm rồi nghe rửa thôi. Hôm nay Khánh đạo diễn món cá mới lấy ngoài hơn nên biết về này. Mua chứ không phải lấy. Mình họ cho mình. Họ cho mình tìm. Dạo biển xong rồi có cá ăn nha. Quay để cầm cái gì á, hấp thôi chị dầu cái gì. Mình cả nhà. Nhìn đã không? Coi như là cá thì vừa đưa ngoài biển về còn tươi. Giờ rau ráng thì cũng ra vườn để hái luôn cả nhà. Tất cả mọi thứ đều ăn là coi như tươi. Này cái mướp đắng cả nhà. Mướp đắng này ngày tối hôm qua cũng ăn lẩu mướp đắng. Từng ô hả? Từng ô nè, wow đã chứ. Non non thì ăn mới ngon. Cái này quật phải không Linh? Dạ, quật. Quật cả nhà. Quật ngon lắm. Bên kia quật kìa. Dạ, quật. Quật nè. Quật này. Ồ, quật năm nay có vẻ giống như mất mùa hay sao mà thấy nó có vẻ ghê. Héo quá nha. Đây là hồ bơi. Cả nhà. À, đây là đạo diễn này. Đây, đây là đạo diễn. Còn tổng tổng gì? Tổng đạo diễn đó. Tổng đạo diễn. Đây, còn ban biên tập còn ở đây thì chuyên về cắt hành mà biết tay hồi nào không biết luôn nè. Diễn viên quần chúng. Còn bên kia là phải mướn đầu bếp từ Việt Nam qua để hấp cá luôn. Rồi cắt ướp cá cả nhà. Được á, cái này không để em luộc cái này đó. Còn tôi nghĩ cái này. Hôm nay là mình cameraman thôi nha. Thì mình không có đạo diễn nha. Ngay đầu bếp, trong bếp có nhiều... Có người đã bị thất nghiệp. Khéo là vài bữa em làm món tàu nên có Sài Gòn đi mình cạnh tranh nha. Này là Khánh đạo diễn món cá hấp cả nhà. Hấp dẫn không? Đây cả nhà, rau... bác mới hái sau vườn này, đó bác mới hái này. Khóa nhất là cái rau đây cả nhà, nó đủ thứ loại rau hết trơn á, ăn rất ngon. Giờ mình cũng bánh tráng với cá hấp cả nhà. Thiếu là làm sao? Thiếu là ai tháo một nhà dưới đó. Đây cả nhà, sản phẩm hấp đã xong xuôi. À, còn đầu kia được cả nhà, cho nên là ăn tới đâu hấp tới đó cho nó nóng. Nhanh gọn lẹ. Cô không biết cô đi mua cái chai thịt mũi về cô xịt nó cũng chết. Mới chạy đi mua chai đó với em. Cái gì có đây. Mà mình đi một vòng biển mà nó có hiệu nghiệm vậy ha. Về cái là có đầy đủ. Đúng là coi như là mấy anh em có tâm hồn ăn uống. Nhìn cái chỗ nào ra ăn uống. làm có món là tươi ngon lên. Bỏ cái này vô hát đi. Chở bạn đi ra một biển.
nói ta bạn bảy sao 7 giờ cậu tới được không? Bây giờ thấy vui không cả nhà? Bây giờ tới đây. Mấy anh em ăn uống đơn giản không phải Khánh? Đi dòng biển cái có cá cái về hấp cái là coi như làm liền à, đơn giản vậy thôi à, đây mời được mua được cá ngon cá tươi ăn liền. Trời ngon quá cả nhà ơi, cá tươi hấp ăn liền tại chỗ ngon, rất ngon. Rau từ hái sau vườn luôn, cây nhà lá vườn hết, cá biển còn cây nhà lá vườn. Bữa nào mình ra mua nữa nha ba. Hên xui. Không biết ra mua có hay không đó. Sao lên hôm nay thấy cá mua ngoài cầu về ăn nó ngon không? Cá ngon. Nhưng mà tại có em lựa cá nó mới ngon á. Hả? Coi như là mấy anh em ăn say mê luôn, hết cả mấy con cá. Đây, đạo diễn và đầu bếp đưa bên Việt Nam qua để mà làm bữa ăn ngày hôm nay cả nhà. Thôi tạm dừng video tại đây, chúc cả nhà một ngày bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Nè, có ai say bay không nè? chào hết cả nhà. Khánh có nhắn gì vợ con Việt Nam không nè? Việt Nam luôn đi.